Theo như thường lệ, cứ mỗi trưa Chủ nhật, sau lễ thờ phượng buổi sáng ở nhà thờ, ông mục sư cùng đứa con trai nhỏ 11 tuổi của mình sẽ đi xuống phố và phát truyền đạo đơn vào buổi trưa Chủ nhật hôm ấy. Ba ơi, con sẵn sàng rồi đây. Con sẵn sàng cái gì thế? Ba quên rồi sao? Tới giờ mình đi ra ngoài phát truyền đạo đơn rồi. Con à, ở ngoài trời lạnh và mưa tầm tã thế kia mà. Nhưng ba ơi, người ta vẫn sẽ phải chết nơi hỏa ngục, mặc dù trời có mưa hay không, phải không ba? Con à, nhưng ba sẽ không thể ra ngoài với thời tiết như thế này. Ba ơi, vậy ba cho con đi một mình nha ba. Đi mà ba. Ba ơi. Thôi được rồi, con có thể đi. Cầm lấy những truyền đạo đơn này và đi cẩn thận nghe con. Dạ, con cảm ơn ba. Và với một sắp truyền đạo đơn trên tay, cậu bé bước ra và đi giữa cơn mưa lớn. Cậu bé 11 tuổi đi bộ dọc những con đường trên phố, đi từ nhà này qua nhà khác và trao những cuốn truyền đạo đơn nho nhỏ cho bất kỳ người nào cậu gặp trên đường. Tiếng đồng hồ đi bộ dưới mưa, cậu bé bị thấm nước ướt nhem và lạnh cống. Bây giờ chỉ còn lại một tấm truyền đạo đơn cuối cùng. Cậu dừng lại ở một góc đường và nhìn xem có ai đi ngang qua để đưa cho họ. Nhưng đường phố hoàn toàn vắng vẻ. Rồi cậu bé cất bước về hướng căn nhà đầu tiên cậu thấy. Cậu băng qua vỉa hè đến trước ngôi nhà và bấm chuông. Cửa. Chẳng lẽ nhà không có người? Nhưng mà cửa không khóa mà. Cậu bé, tôi có thể giúp gì không? Dạ, thưa bà, cháu xin lỗi vì làm phiền bà. Nhưng cháu chỉ muốn nói với bà rằng Chúa Giê-xu thật sự rất yêu thương bà. Cảm ơn cậu bé, nhưng tôi chưa nghe gì về người này. Dạ, cháu đến để tặng bà cuốn truyền đạo đơn cuối cùng của cháu. Đây là cuốn sách nói về Chúa Giê-xu và tình yêu thương vĩ đại của Ngài dành cho con người. Bà cứ đọc thử đi ạ, và bà sẽ biết. Dạ, cháu chào bà. Cháu xin phép bà cháu về. Cảm ơn cậu bé. Xin Chúa của cậu ban phước lành trên cậu. Thank you.
Cảm ơn Chúa vì một buổi sáng Chúa Nhật phước hạnh và tôi lại được nhìn thấy hội thánh đông đủ như thế này. Có ai trong quý vị muốn làm chứng hay muốn chia sẻ điều gì không? Tôi. Chắc hẳn rằng không ai trong quý vị biết tôi. Tôi cũng chưa bao giờ đến nơi đây lần nào. Quý vị thấy đó, trước Chủ nhật tuần trước, tôi không phải là người tin Chúa. Chồng tôi qua đời được ít lâu, để lại tôi đơn độc trong cuộc đời này. Chủ nhật tuần trước, một ngày mưa tầm tã và lạnh lẽo, tôi buồn bã đến nỗi nghĩ rằng sẽ kết thúc cuộc đời mình ở đây, vì tôi không còn chút hy vọng hay ước muốn sống nào nữa. Vì thế, tôi chuẩn bị sợi dây thừng và cái ghế rồi trèo lên cầu thang trên căn gác nhỏ nhà tôi. Tôi treo dây lên trần nhà một cách cẩn thận, rồi trèo lên ghế và tròng đầu kia vào cổ. Tôi đứng trên chiếc ghế đó, cô đơn cùng cực và lòng tan nát. Tôi chuẩn bị đá cái ghế đi thì đột ngột có tiếng chuông cửa làm tôi giật mình. Tôi nghĩ rằng đợi một chút người ta sẽ bỏ đi thôi. Tôi đợi và đợi, rồi tiếng chuông cửa như càng lúc càng to dần và liên tục, và rồi người ta đập cửa rất ồn ào. Tôi lại nghĩ, không biết ai trên đời này còn đi kiếm tôi nữa. Không có ai bấm chuông nhà tôi hay đến thăm tôi từ rất lâu rồi. Tôi tháo sợi dây thừng ra và đi ra cửa. Chuông vẫn reo inh ỏi. Khi tôi mở cửa, thật không thể tin vào mắt mình. Trước khi nhà tôi là một cậu bé sáng sủa nhất mà tôi từng gặp. Mặt cậu sáng như thiên thần, nụ cười của cậu và ôi tôi không thể nào tả hết được cho quý vị thấy. Và những lời cậu nói đã làm sống lại trái tim vốn đã chết của tôi. Cậu nói rằng, thưa bà, cháu chỉ đến để nói rằng Chúa Giêsu thật sự rất yêu thương bà. Rồi cậu trao cho tôi cuốn sách nhỏ mà tôi đang cầm đây. Khi cậu bé từ biệt và đi ra dưới cơn mưa trong cái lạnh buốt giá, tôi đóng cửa lại, vào nhà và đọc từng câu từng chữ trong cuốn sách này. Sau đó, tôi trở vào căn gác nhỏ, tháo sợi dây thừng và cất cây ghế. Tôi không cần dùng đến chúng nữa. Quý vị thấy đó, tôi bây giờ đã là một đứa con hạnh phúc của một vị vua. Bởi vì sau cuốn sách đó có địa chỉ của quý hội thánh đây, nên tôi đến để gửi lời cảm ơn vị thiên thần nhỏ của Chúa, người đã đến với tôi rất đúng lúc và cứu linh hồn tôi khỏi hỏa ngục đời đời. Chưa có hội thánh nào có được phút giây vinh quang như thế. Và có thể vũ trụ này chưa từng chứng kiến người cha nào được tràn đầy tình thương và vinh dự từ con trai mình như thế, trừ một người cha là Đức Chúa Trời. Ngài cũng đã bằng lòng cho con trai một của mình là Chúa Giêsu bước vào thế giới lạnh lẽo và tối tăm này. Đức Chúa Trời đã nhận Chúa Giêsu trở về trong niềm vui không thể nói hết được. Và khi cả thiên đàng tôn vinh, ngợi khen sự vinh hiển của vua, thì Ngài ngồi bên cạnh con trai yêu dấu mình trên ngai cao cả, trên hết mọi danh. Có thể bạn đang xem câu chuyện này cũng là một người đang đi trong sự tối tăm, lạnh lẽo và đơn độc của cuộc đời mình. Cũng có thể bạn là một cơ đốc nhân, hoặc bạn không có nan đề nào trong cuộc sống, hoặc có thể bạn chưa biết vị vua cao cả kia. Dù bạn trong trường hợp nào, hay dù bạn đang trong hoàn cảnh ra sao, trong nan đề thế nào, và dù là hoàn cảnh đó tồi tệ đến đâu, tôi muốn bạn biết rằng tôi đến